Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 187. Chương 1861, thời cơ sắp tới. Dứt lời, Tần Tang không để ý tới người khác, tự mình nói. Trên núi cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có thanh âm Tần Tang khoan thai chậm chậm truyền ra. Lúc đầu, Tần Tang nói rất nông cạn, đệ tử luyện khí kỳ cũng có thể nghe hiểu. Bọn họ trước đó lo lắng tổ sư Nguyên Anh giảng đạo quá mức thâm ảo, vốn là tới tham gia náo nhiệt, không ngờ lại có thu hoạch, nên tập trung tinh thần lắng nghe. Tu sĩ trúc cơ và kim đan thấy đường đường tổ sư Nguyên Anh lại thao thao bất tuyệt về nội dung cấp thấp như vậy, mà lại là ngoại đạo luyện khí, có người sinh ra không kiên nhẫn. Bọn họ tự nhiên không dám lỗ mãng trước mặt Nguyên Anh, chỉ dám trong lòng oán thầm. Lúc đang thần du thiên ngoại, trong đó có người chú ý tới, có vài vị tu sĩ cùng cấp lại nghe những nội dung này như si như say, không giống là giả. Ý thức được chính mình có thể đã bỏ qua cái gì, những người này vội tập trung tinh thần. Lúc này mới phát hiện, những nội dung kia nhìn như nông cạn, vốn cho là mình đã sớm hiểu thấu đáo. Vậy mà ẩn chứa ảo diệu khó có thể tưởng tượng, Tần Tang nói giải rác mấy câu đã mở ra thế giới mới cho bọn họ. Pháp khí, pháp bảo, Tần Tang từng tầng nói tới. Luyện khí thuật của hắn dung hội Thương Lãng Hải cùng Hư Linh Phái, tự thành hệ thống. Rất nhiều tu sĩ bởi vì lúc trước khinh mạn, dẫn đến tiếp sau càng nghe không hiểu, như nghe thiên thư, bị một cỗ nhu lực đẩy ra ngoài núi, thế mới biết chính mình đã bỏ lỡ cái gì, hối hận không kịp. Cho đến cuối cùng, trên núi còn sót lại Tần Tang, Thanh Quân, Băng Hàm cùng bốn người kinh vũ. Các nàng đều lộ ra vẻ suy tư đăm chiêu, kiên trì nghe Tần Tang giảng xong, chia ra lên tiếng luận đạo với hắn. Trận luận đạo này chỉ là luyện khí, duy trì liên tục 7 ngày 7 đêm. Đệ tử cấp thấp ngước nhìn đỉnh núi, có thể nhìn thấy bốn đạo thân ảnh ngồi, vây quanh bệ đá, lại nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Sương mù lượn lờ, như tiên nhân trong mây. 2 năm sau, Đào Hoa Cốc. Sương mù tách ra, từ trong lóe ra 3 đạo nhân ảnh, chính là Tần Tang, Thanh Quân cùng Bạch. Thanh Quân lấy ra một truyền âm phù, thông U Ma Quân truyền tin tới, bọn họ đã đi trước một bước, bảo chúng ta đi thẳng tới Uyên Khư tụ hợp. Bạch mang vẻ xin lỗi nói, là do ta làm chậm trễ, ta vốn định tu luyện một môn bí thuật, không ngờ thời gian lại dài như vậy. Bạch huynh tu luyện mới là chính sự, tiên môn chưa mở, đi sớm hay muộn có khác gì đâu. Tần Tang dương mắt nhìn về phương Tây, tính nhẩm canh giờ, kinh vũ đạo hữu chắc cũng sắp đến. Lời còn chưa dứt, xa xôi chân trời đột nhiên có một đạo thiểm điện xẹt tới, trong chớp mắt rơi vào trước mặt 3 người. Mọi người chào nhau, sau đó lên đường. Bạch nghĩ tới một chuyện, nói ta vẫn nên ẩn núp đi, miễn cho trên đường gặp phải người khác, còn phải phí thêm miệng lưỡi. Dứt lời, gã lách mình độn nhập vào túi thi khôi. Tần Tang cũng đang có ý này. Chuyến này bọn họ muốn đi Uyên Khư, chuẩn bị tiến vào tiên môn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Vi Cung sẽ xuất thế trong thời gian tới. Lần này thăm dò Tử Vi Cung, biến số quá nhiều. Bạch bên cạnh hắn chính là lá bài tẩy lớn nhất, càng chậm bại lộ càng tốt. Lần này đi Tử Vi Cung, tu sĩ dưới Nguyên Anh đều bị bỏ bên ngoài. Các Nguyên Anh tiểu hàn vực đã đi trước một bước, bọn hắn chờ Bạch xuất quan, nên trễ mấy ngày. Tần Tang cũng không rõ, thực lực Bạch đến bây giờ mạnh đến tình trạng nào. Đối với Bạch, cửa ải khó khăn nhất là tiến cấp thi vương, đã thành công vượt qua, tiếp sau thì đơn giản hơn nhiều. Bất quá mới 20 năm, hẳn là sẽ không quá phận. 3 người phi độn, tiến vào Thảo Nguyên, sau đó gặp phải Nguyên Anh Thiên Hành Minh, kết bạn mà đi. Vụ Hải Uyên Khư, lần lượt từng thân ảnh, tốt, 5 tốt 3 lơ lửng quanh Thất Thủy Mê Thiên Trận. Mấy người chân nhất đạo trưởng tụ cùng một chỗ, thỉnh thoảng nhìn vòng xoáy sương mù, như đang thương nghị cái gì. Mấy người Tần Tang vừa tới, lập tức được đón đến đây. Tần Tang nhìn quanh, bọn hắn tới xem như trễ nhất, Nguyên Anh Bắc Thần Cảnh đã sớm nhận được tin tức, chạy đến trước. Diệp Lão Ma âm mưu, Tử Vi Cung dị biến, đối với bọn họ có lực hấp dẫn cực lớn, ngoại trừ nguyên nhân đặc thù không thể phân thân, cơ bản đều đến. 3 vị đạo hữu cuối cùng đã tới, chân nhân nói lại nội dung thương nghị vừa rồi. Chân nhất đạo trưởng nói, 3 người Tần Tang ngưng mắt nhìn hướng Thương Hồng chân nhân. Trong tội thần cung có 3 khu cấm địa, bên trong có dấu bí ẩn thượng cổ, là nơi tội uyên chúng ta vẫn muốn thăm dò,
cũng có thể là mục tiêu của Diệp lão ma, không thể coi nhẹ. Bần đạo đã nghĩ kỹ, mọi người chia ra tam lộ, đi thẳng về phía ba khu cấm địa, nếu phát hiện Diệp lão ma, vây giết hắn trong Tử Vi cung. Nếu ba nơi này đều không có tung tích của hắn, thì nhanh đi tụ hợp trước thông đạo Tử Vi cung, như vậy sẽ không chậm trễ quá lâu. Mặt khác, Thu Chỉ tiên tử cùng vài vị đạo hữu lưu lại bên ngoài, trấn thủ Thất Thủy Mê Thiên trận, đề phòng Diệp lão ma chạy ra. Thương Hồng chân nhân điểm nhẹ tay lên hư không, một đoàn sương mù biến ảo ra địa hình Tội Thần cung. Địa thế trong Tội Thần cung cực kỳ phức tạp, trải rộng cấm chế nguy hiểm, hiểm ác hơn xa nội điện Tử Vi cung. Đám chân nhất đạo trưởng mặc dù nghe qua một lần, vẫn như trước hết sức chăm chú. Thương Hồng chân nhân chỉ ba khu cấm địa, phân bố tại ba nơi Tội Thần cung, nếu như tất cả mọi người đồng thời dò xét từng nơi, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, phương pháp tốt nhất là phân binh. Làm như vậy sẽ có phong hiểm nhất định, bọn họ tận lực đánh giá cao thực lực Diệp lão ma. Bất quá, mọi người đã chuẩn bị đầy đủ, một khi tao ngộ, có thể ứng đối Diệp lão ma một hồi, chờ viện binh đến. Bần đạo và chân nhất đạo trưởng đi bên trái cấm địa, Thông U đạo hữu cùng Vũ Vương đi hướng bên phải, Tần đạo hữu các ngươi cùng Lư đạo hữu đi nơi này, thế nào? Thương Hồng chân nhân chỉ hướng cấm địa trong Tội Uyên. Ba người Tần Tang từ chối cho ý kiến, hỏi do trong cấm địa có nguy hiểm gì, làm sao có thể xác định Diệp lão ma có ở đó hay không? Thương Hồng chân nhân biết gì nói nấy. Tần Tang và Thanh Quân truyền âm thương nghị, ba khu cấm địa nguy hiểm tương đương, lựa chọn nơi nào cũng không khác biệt quá lớn, cần nhất là cảnh giác Diệp lão ma. Tiếp theo, Thương Hồng chân nhân chỉ hướng chỗ sâu Tội Thần cung, đi hướng thông đạo Tử Vi cung ở chỗ này, chúng ta suy đoán, mục đích Diệp lão ma có khả năng nhất là Tử Vi cung. Nhưng hắn đã sớm ở bên trong, tốc độ chúng ta không thể nhanh hơn hắn, chỉ có chờ tiến vào Tử Vi cung, sau đó chậm rãi tìm người. Diệp lão ma tính toán quá lớn, có động tác gì, khẳng định sẽ có dấu hiệu hiển lộ ra. Thông U Ma Quân nói tiếp, nội điện Tử Vi cung nhìn như ổn định, không nguy hiểm bằng Tội Thần cung. Kỳ thực đa phần cấm địa xa xa không phải là tu sĩ Nguyên Anh chúng ta có thể tự mình xông vào, Diệp lão ma lựa chọn mục tiêu cũng có hạn. Lần trước hắn mạnh mẽ xông tới Thiên Sơn, lần này đại khái tỷ lệ cũng sẽ đến nơi đó. Thấy bọn họ đã suy xét chu toàn, Tần Tang và Thanh Quân không cần phải nhiều lời nữa, đáp ứng, cùng Lư Bá Viễn đồng thời tụ tập các Nguyên Anh khác đồng hành, thương nghị hành động tiếp theo. Tử Vi cung sắp xuất thế, uyên khư chấn động càng thêm mãnh liệt, vụ hải một mảnh hỗn độn, có thể thấy được loạn lưu khắp nơi. Tu sĩ dưới Nguyên Anh, nếu như không có người bảo vệ, rất khó đặt chân ở chỗ này. Thời gian trôi qua, lẻ tẻ tới vài vị Nguyên Anh nữa. Mọi người yên lặng nhìn vòng xoáy, chờ đợi tiên môn mở ra. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1862, Vùng Đất Ổ Uế. Tần Tang và Lư Bá Viễn tụ cùng một chỗ, được gã dẫn tiến, quen biết vài vị tu sĩ sa mạc lạ lẫm. Thanh Quân đứng ở một bên, chăm chú nhìn vòng xoáy vụ hải, không biết đang suy nghĩ gì. Đảo mắt đã qua 5 ngày, về sau không có người mới xuất hiện nữa. Tần Tang trong lúc lơ đãng nhìn tu sĩ Tiểu Hàn vực cách đó không xa, bọn họ phối hợp với Thông U Ma Quân, cùng yêu tộc, đồng thời đi dò xét một chỗ cấm địa khác. Khi tầm mắt hắn quét qua thân Đông Dương Bá như phát giác, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Thật giống như biết Tần Tang đang suy nghĩ gì, khóe miệng Đông Dương Bá hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười cân nhắc. Ánh mắt Tần Tang chuyển sang lạnh lẽo, thu hồi lại. 20 năm qua, Đông Dương Bá cực kỳ an phận, hình như quên đi việc bị Tần Tang cướp đi Nguyên Anh phù khôi và làm trọng thương gã. Có lẽ gã cố kỵ thực lực mình, lo lắng liên lụy Thiếu Hoa Sơn, nên nhịn xuống một hơi này, từ bỏ tìm mình gây phiền phức. Bất quá, Tần Tang cũng không thèm để ý đến gã. Đông Dương Bá không còn tạo thành uy hiếp với mình nữa. Nếu như Đông Dương Bá dám ra tay, Bạch Cung đã thu phục được Nguyên Anh phù khôi, nhất định có thể cho gã một kinh hỉ to lớn. Tần Tang đang suy nghĩ một chuyện khác. Thông qua trước đó nhận được tin tức và Đông Dương Bá đã nói, trước đó Thần Yên cứu viện sư phụ nàng, cuối cùng hẳn là thất bại. Lúc trước, Tần Tang vì trúc cơ mà bán mình, mục đích chân chính của Thần Yên lại là không tiếc hết thảy cứu viện sư phụ, có thể thấy được tình cảm sư đồ thâm hậu cỡ nào. Tính cách Thần Yên, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, tuyệt không có khả năng từ bỏ.
nhưng từ lúc nàng rời đi, cho dù lần trước Tử Vi cung xuất thế cũng không hiện thân. Lần này tiên môn sắp mở, vẫn không thấy nàng trở về. Thần Yên chính là thiên chi kiêu tử Thiên Linh Căn, 200 năm trước đã là tu sĩ Nguyên Anh, hôm nay tu vi khẳng định xưa đâu bằng nay. Cho dù nàng không thể đột phá Nguyên Anh trung kỳ, mời vài trợ thủ cũng không khó lắm. Nàng không cứu sư phụ, đúng là chuyện đáng ngạc nhiên. Tội thần cung, mốc meo, tĩnh lặng. Trong bóng tối sáng lên u quang, chiếu sáng một thân ảnh ngồi xếp bằng bên cạnh cổ cấm phong ấn. Người này như một cái chuông cũ, khô tọa ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, thân ảnh vẫn không nhúc nhích, hòa làm một thể với bóng tối. Diệp lão ma cảm giác được cổ cấm phong ấn chấn động, từ trong nhập định tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Hơn 20 năm qua, lão chưa hề rời đi nửa bước, thương thế trên người đã sớm khôi phục. Lão nhìn sang bên cạnh, những viên thủy tinh hạch tâm u tinh tháp phiêu phù ở xung quanh, xoay chậm chậm quanh lão, những nguyên anh kia lại biến mất. Nhìn kỹ có thể phát hiện, trong mỗi một thủy tinh cầu đều cầm tù một tiểu nhân, bao gồm cả thiên chính lão nhân trong đó. Trên người bọn họ quấn quanh xiềng xích mỏng manh, buộc chặt tứ chi và cổ. Trên mặt lại không còn oán độc, vẻ mặt ngốc trệ, hai mắt vô thần, hiển nhiên đã mất đi bản thân. Bị kẹt trong thủy tinh cầu, không có chút nào dấu hiệu dãy giụa. Ánh mắt Diệp lão ma thoáng chuyển động, cuối cùng rơi vào thủy tinh cầu ở giữa. Nguyên anh thiên chính lão nhân bị cầm tù ở trong này. Diệp lão ma nhìn chằm chằm lão một lúc lâu, há miệng phun ra tinh huyết, thần thức dẫn động, bỗng dưng kết thành một đạo huyết hồn chú phức tạp dị thường, chợt lóe chui vào mi tâm thiên chính lão nhân. Trên mặt thiên chính lão nhân lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, kháng cự với Diệp lão ma nhiều năm, đã kiệt lực, lúc này đã không còn bao nhiêu sức phản kháng, một tia thanh minh cuối cùng bị huyết hồn chú nuốt hết, lâm vào tuyệt vọng thật sâu, triệt để bị Diệp lão ma khống chế. Trong thủy tinh cầu đột nhiên hiển hiện một đoàn quỷ vụ, huyễn hóa ra vô số quỷ ảnh, dương nanh múa vuốt nhào về phía thiên chính lão nhân, cuối cùng biến thành xiềng xích, kéo chặt lấy lão. Nhìn thấy cảnh này, Diệp lão ma thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lão không nghĩ tới lão già này khó đối phó như vậy. Các nguyên anh khác rất nhanh sụp đổ, bị Diệp lão ma khống chế, luyện vào thủy tinh cầu. Chỉ có thiên chính lão nhân, trọng thương chưa lành, đối mặt tuyệt cảnh vẫn ra sức kháng cự, tâm cảnh kiên định, không có kẽ hở chút nào. Tăng thêm Diệp lão ma cũng có thương tích trong người, một mực kéo dài tới hiện tại. Tử Vi cung sắp xuất thế, mau thả ta ra ngoài. Không thì không còn kịp rồi. Trong phong ấn lại truyền ra một tiếng rít. Diệp lão ma nhìn thoáng qua, ma đầu kia nóng lòng thoát khốn, cách mỗi mấy năm lại làm một màn như thế, lão đương nhiên sẽ không tin tưởng. Thân ảnh chớp liên tục, Diệp lão ma lướt ra ngoài cấm địa, ngóng nhìn chỗ sâu tội thần cung, nhìn thấy dị tượng chân trời, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ và sốt ruột. Thời gian đã đến, vứt ngọc cốt xuống, nhanh, ma đầu thét lên, so với Diệp lão ma càng gấp rút hơn. Ngọc cốt một mực bị Diệp lão ma đặt ở biên giới cổ cấm. Hy vọng thoát khốn gần có một thước, 20 năm qua chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, quả thực là dày vò. Lần này, Diệp lão ma không chần chừ nữa, nắm ngọc cốt lên, đặt vào phong ấn. U quang mãnh liệt, rốt cuộc có thể thấy rõ toàn cảnh phong ấn. Nơi đây trống trải dị thường, xung quanh là một mảnh đầm lầy. Đầm lầy tràn đầy bùn nhão, tràn ngập vật dơ bẩn. Trong đầm lầy có những phiến đá dựng thành đường mòn, cuối cùng chỉ hướng bốn trụ đá. Mỗi một trụ đá cao mấy chục trượng, chiếm giữ tứ phương, vô cùng hùng vĩ, dưới đáy cắm thật sâu vào đầm, lầy, tạo thành phong ấn. Lúc này, vũng bùn ở trung tâm trụ đá cuồn cuộn, lộ ra một chỗ trống nhỏ bé, thanh âm ma đầu là từ bên trong truyền ra. Thân ảnh Diệp lão ma lắc một cái, phân hóa thành bốn đạo thân ảnh, chia ra bay về phía bốn trụ đá. Trước đó lão một mực đi trên đường mòn, không dám tiếp xúc đầm lầy. Những chất bẩn này mang theo lực ăn mòn, ma đầu bị vây ở chỗ này thời khắc luôn bị tra tấn. Bốn thân ảnh kết xuất ra một đạo ấn quyết cực kỳ phức tạp, cùng lúc đưa tay khắc trên trụ đá. Phong ấn chấn động, ung ục, ngọc cốt ngã vào đầm lầy, lập tức chìm xuống dưới, chỗ sâu truyền ra một hồi cuồng tiếu. Cùng lúc đó, bùn sóng xông lên trời, hôi thối xông vào mũi, loại cảnh tượng này cực kỳ khiến người buồn nôn. Trong cuồn cuộn bùn sóng kịch liệt, một bóng xám vọt ra. Trong bóng xám là một đầu lâu. Trong nháy mắt đầu lâu hiện thân, phong ấn đột nhiên xuất hiện phản ứng kịch liệt.
Vô số năm qua đi, trụ đá phát ra chấn động vẫn có uy lực kinh người như xưa. Diệp lão ma biến sắc, cắn răng thi triển ấn quyết, lay động phong ấn. Phong ấn lực phóng tới bóng xám, như từng sợi trường tiên mang theo gai nhọn, mạnh mẽ quất vào trên đầu lâu. Đùng đùng đùng, ma đầu kêu rên liên hồi, đầu lâu xông mạnh tới ngọc cốt, vết nứt phủ đầy, nhìn thấy muốn vỡ ra. Ngay lúc đầu lâu hủy diệt, một đạo hồn ảnh bắn nhanh ra, hiểm lại càng hiểm nhào vào trong ngọc cốt. Phong ấn lực lập tức truy kích tới, càng thêm hung mãnh đáng sợ. Cạch, lớp da bên ngoài ngọc cốt bị xé mở từng lỗ hổng, rách mướp. Ngọc cốt truyền ra từng đợt thanh âm bạo hưởng. Nó phi thường cứng rắn, nhưng nếu như không nhanh chóng thoát thân, cũng sẽ theo gót đầu lâu. U quang chảy qua toàn thân, vô số phù văn quỷ dị như ẩn như hiện trên người ngọc cốt, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Trong hốc mắt trống rỗng cháy lên hai đoàn hồn. Hỏa, mãnh liệt khiêu động, ngọc cốt bị quỷ ảnh chiếm giữ, phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, phóng lên tận trời. Các bạn đang nghe chuyện Khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1863, Hồn Anh Đại Trận. Ngọc cốt hung hãn không sợ chết, điên cuồng xung kích phong ấn. Ầm ầm, trụ đá bị đánh rách tả tơi, Diệp lão ma quyết định thật nhanh bay ngược ra sau. Phong ấn lực trở nên cực kỳ hỗn loạn, trong mắt ngọc cốt hai đoàn hồn hỏa khiêu động càng thêm kịch liệt. Ầm, rốt cuộc, ngọc cốt xông phá phong ấn. Ha ha, ngọc cốt phát ra tiếng cuồng tiếu khiếp người. Diệp lão ma ngẩng đầu nhìn ma đầu điên cuồng, ánh mắt biến ảo chập chờn. Đúng lúc này, ngọc cốt đột nhiên ngừng cười, tiếp theo phát ra một tiếng giận mắng, đột nhiên ngã quỵ trên đường đá. Lúc này Diệp lão ma mới chú ý tới, ngọc cốt cứng rắn, khung xương đã đứt thành từng khúc, có thể thấy được uy lực phong ấn. Tạch tạch. Thân thể ngọc cốt phát sinh vặn vẹo quỷ dị, làn da dần dần khôi phục, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giống như khí cầu thổi lên, dần dần khôi phục hình người. Phần xương đứt gãy nối lại với nhau, ngọc cốt vặn vẹo lên, từ trên mặt đất đứng dậy. Lúc này trạng thái ma đầu cực kỳ kỳ lạ, dù Diệp lão ma kiến thức rộng rãi, cũng là lần đầu thấy. Toàn thân nó không có huyết nhục, thế nhưng xương cốt, làn da và kinh mạch lại hoàn hảo. Xuyên thấu qua làn da, có thể thấy rõ khung xương cùng với kinh mạch khô cạn của nó. Vốn là một bộ thây khô, giờ phút này vẫn sống đi qua. Trong hốc mắt trống rỗng hồn hỏa khiêu động, ngọc cốt vặn vẹo cổ, chuyển hướng qua nhìn Diệp lão ma. Diệp lão ma có cảm giác bị người nhìn chằm chằm, âm thầm đề phòng, vô thức lui về phía sau một bước. Hừ. Ngọc cốt phát ra hừ lạnh, ngữ khí mang theo bất mãn, ngươi nên thả bản tọa ra sớm, sao lại để lâu đến mức này? Hiện tại ta đã không có thời gian hoàn toàn trưởng khống cỗ thân thể này, thực lực tất phải chịu ảnh hưởng. Thân sắc Diệp lão ma không thay đổi, nhìn chăm chú ngọc cốt, chỉ cảm thấy ngọc cốt thâm bất khả trắc, trong lòng kiêng kỵ càng sâu. Lão nhắm hai mắt lại, lặng lẽ nói, dựa theo ngươi nói trước đó, bây giờ thực lực ngươi đã đầy đủ, không phải là đang gạt ta chứ? Ngọc cốt cười quái dị, ngươi thật sự là đa nghi, mặc dù ngươi mạo phạm bản tọa nhiều lần, nhưng cũng là ngươi thả ta ra khỏi lồng giam tối tăm không ánh mặt trời, so với những việc kia đều là nhỏ. Mang theo ngươi bất quá là tiện tay mà thôi, đối với ta không ảnh hưởng gì, hà tất bốc lên nguy hiểm phản phệ lời thề. Ánh mắt Diệp lão ma sáng lên, thật sao? Tiền bối có thể thông cảm cho chỗ khó xử của Diệp mỗ là tốt rồi. Diệp mỗ có thể sống đến hiện tại, cũng là vì đủ thận trọng. Ngọc cốt nghe vậy cười to, không sai, không sai. Loại người như ngươi xác thực sẽ sống lâu một chút. Có thể làm được đến tình trạng này, cho dù tại thời bản tọa, ngươi cũng được xưng là thượng nhân kiệt. Đưa hồn anh đại trận cho ta. Hồn anh đại trận chính là những thủy tinh cầu phong ấn nguyên anh kia. U tinh tháp quanh năm ở trên chiến trường thôn phệ huyết sát âm hồn, sau khi dung hợp nguyên anh bị luyện thành đồ vật trí tà. Diệp lão ma phất tay đẩy hồn anh đại trận đến hướng ngọc cốt. Hồn anh đại trận chính là lão tự tay luyện chế thành, không cần lo lắng bị ngọc cốt cướp đi quyền khống chế. Tèo. Ngọc cốt đánh ra một đạo ấn quyết, hồn anh đại trận ở trước mặt nó cấp tốc vận chuyển, tỏa ra khí tức huyết tinh nồng đậm, một cỗ huyết khí từ trong thủy tinh cầu lan tràn ra. Trong nháy mắt, cả tòa hồn anh đại trận biến thành một đoàn mây máu, bên trong truyền ra tiếng quỷ khiếu thê lương. Bên trong mây máu, những nguyên anh kia như ẩn như hiện,
như ác quỷ khác triệt để tiêu vong, bị huyết khí đồng hóa. Ngọc Cốt hoàn toàn không cấm kỵ Diệp Lão Ma, trong tay nó, hồn anh đại trận gió tanh từng cơn, vô cùng tà dị. Nó đang tế luyện hồn anh đại trận, hoàn thành một bước cuối cùng, đây là hiệp nghị giữa nó và Diệp Lão Ma. Sau cùng, hai người liên thủ luyện thành hồn anh đại trận. Đến lúc đó hồn anh đại trận cần ngươi ta hợp lực thôi động, hiện tại đặt ngươi ở nơi này đi. Ngọc Cốt trả lại hồn anh đại trận đã tế luyện cho Diệp Lão Ma, đột nhiên ngữ khí dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa, hốc mắt khiêu động hồn hỏa, tiên môn sắp mở ra, đi. Nếu như không muốn bỏ qua cơ hội lần này, về sau nhất thiết phải nghe ta phân phó đi làm. Nếu làm hư đại kế bản tọa, ngươi phải biết hậu quả. Cảm nhận được uy áp trên thân Ngọc Cốt phát ra, Diệp Lão Ma không hề sợ hãi, thản nhiên đối mặt với Ngọc Cốt. Tiền bối chỉ sợ rất khó lĩnh hội nỗi thống khổ tu sĩ đương thời, cho dù có một phần vạn chỉ là thật, Diệp Mỗ cũng lựa chọn tin tưởng ngươi một lần. Cuộc đời này cơ hội duy nhất, ta đương nhiên biết rõ nên làm thế nào. Ngọc Cốt thản nhiên nói, mỗi một lần Tử Vi Cung biến hóa bản tọa đều nói chúng, ngươi mới dám thả ta. Bất quá, lập tức ngươi sẽ biết, ngươi lựa chọn là đúng. Hai người lao ra bên ngoài theo đường đá. Ngọc Cốt vừa nối xương mình, vừa quan sát cảnh vật xung quanh, dường như cách một đời. Thấy rõ lồng giam nhốt nó vô số năm, hồn hỏa đột nhiên sáng lên, tản ra hận ý nồng đậm. Nhưng nghĩ lại, lại lâm vào mê mang, cừu địch năm đó cầm tù nó, không biết còn có mấy người tại thế. Ngọc Cốt chú ý tới Diệp Lão Ma xuyên tới xuyên lui trong tầng tầng cổ cấm, phi thường bận rộn, đoán ra ý đồ lão, khinh thường nói, vẽ vời thêm chuyện. Nhưng không ngăn cản, Uyên Khư, Vũ Hải, mọi người cách xa vòng xoáy, mang trên mặt kỳ vọng và đề phòng, nhìn chăm chú chỗ sâu vòng xoáy. Loạn lưu mãnh liệt như nước thủy, chiều, tiếng oanh minh chấn thiên, một loại chấn động kỳ dị xuất hiện. Trong lúc mơ hồ, bọn họ thấy một hư ảnh cửa lớn, mang theo cự lực bành trướng, ngạnh sinh xé rách vô số loạn lưu, trồi lên vòng xoáy. Bọn Tần Tang lần đầu nhìn thấy cảnh tượng khí thế khoáng đạt này. Cửa lớn đỉnh thiên lập địa, so với tàn môn Tử Vi Cung càng hùng vĩ khí thế hơn, trên cửa viết chữ tội đỏ tươi, tỏa ra sát ý đáng sợ, xung kích tâm thần, chấn nhiếp nhân tâm. Đi! Thương Hồng chân nhân một ngựa đi đầu, phóng tới tiên môn, những người khác vội vàng đè xuống rung động trong lòng, đuổi sát theo. Ầm ầm, tiên môn rung mạnh, bị chấn khai một cái khe, mọi người không nóng lòng xâm nhập, triển khai trận thế ngoài tiên môn. Một lát sau, tiên môn chấn động càng thêm mãnh liệt, khe hở cũng càng lúc càng lớn, bên trong lại không có động tĩnh gì. Mọi người liếc nhau, nối đuôi nhau vào, nghênh đón bọn họ là một vùng phế tích. Xác định Diệp Lão Ma không có ở nơi này, Tần Tang quan sát cảnh vật xung quanh. Khác với nội điện Tử Vi Cung, nơi này vô cùng âm u và kiềm chế. Trên không mây đen nặng nề, ép tới cực thấp, bao trùm toàn bộ tầm mắt, vô biên vô hạn, khiến người có cảm giác hít thở không nổi. Tại chỗ sâu mây đen, thỉnh thoảng có mấy đạo thiểm điện tinh tế xẹt qua, mang đến mảnh không gian này ánh sáng yếu ớt. Thiểm điện nhìn như nhỏ bé, tỏa ra chấn động lại không tầm thường. Vừa vặn có một đạo xuất hiện cách không xa vị trí bọn họ. Trong chớp nhoáng này, tâm thần Tần Tang căng cứng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, thân thể cơ hồ muốn run rẩy, cảm thấy mình như con kiến hôi nhỏ bé. Nếu như tia chớp này phóng đến hắn, chỉ sợ hắn sẽ hôi phi yên diệt. Những người khác biểu hiện so với Tần Tang cũng không khá hơn bao nhiêu. Kinh Vũ trời sinh ngự sử Lôi Đình cũng sắc mặt đại biến, suýt nữa hiện ra nguyên hình. Mọi người một hồi rối loạn, vừa mới bước vào tội thần cung, đã cho bọn hắn một hồi hạ mã uy. Trong Tử Vi Cung cũng không phải là không có cổ cấm nguy hiểm hơn nơi này, nhưng đều ẩn rất sâu. Chỉ cần không xúc động chúng, bình thường sẽ không hiển lộ. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1864, Biến Cố. Mọi người yên tâm, cổ cấm mây đen không ảnh hưởng bên ngoài, nhưng sông thì khác. Thương Hồng đạo nhân nửa giải đáp nửa cảnh cáo nói, xem ra Diệp Lão Ma không ở chỗ này, chúng ta dựa theo kế hoạch, chia ra hành động đi. Lúc này, Thiên Mục Điệp tra xét xung quanh một lần, không phát hiện dị dạng. Tần Tang rời mắt khỏi mây đen, nhìn vào chỗ sâu trong tội thần cung. Nơi đây rộng lớn nhiều cung điện, nhưng ngày nay rất khó đoán ra những cung điện này được dùng làm cái gì. Cung điện sụp đổ,
đá lộn xộn khắp nơi, chỉ còn lại đống đổ nát, thậm chí tìm không thấy một tòa hoàn hảo, toàn hoàn trở thành phế tích. Trong hư không, cổ cấm dày đặc trôi nổi khắp mọi nơi, so sánh Uyên Khư với nơi này, chẳng khác tiểu vu gặp đại vu. Vô số cổ cấm giao nhau, tầng tầng lớp lớp, ảnh hưởng lẫn nhau, rất nhiều nơi phi thường không ổn định, nửa bước khó đi. Trải qua lịch đại tu sĩ tội Uyên chăm chỉ không ngừng thăm dò, tìm thấy mấy con đường coi như an toàn. Thông đạo tiến vào Tử Vi Cung ở đâu? Chân Nhất Đạo trưởng hỏi. Đám người nghe vậy tò mò, bọn hắn quan sát nửa ngày, không thấy chỗ nào như thông đạo. Bên trên, Thương Hồng Chân Nhân ngẩng đầu, nhìn chỗ sâu trong tội thần cung, nơi này thấy không rõ, xuyên qua khu phế tích này thì nhìn thấy trong mây đen lôi đình hội tụ, thông đạo ẩn núp bên trong. Các tiền bối đã sớm chú ý tới dị thường nơi đó, từng có suy đoán, nhưng cổ cấm hình thành lôi đình uy lực quá kinh người. Nhiều người thăm dò qua, cuối cùng đều từ bỏ, thậm chí có một vị tiền bối vẫn lạc bên trong. Các ngươi siêu hồn ma đầu, đạt, được bí thuật khống chế cổ cấm. Có người hỏi xen vào. Không sai, Thương Hồng Chân Nhân gật đầu. Thông đạo cổ cấm và Tử Vi Cung có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mỗi khi Tử Vi Cung yên lặng, thông đạo sẽ đóng lại. Diệp Lão Ma nhất định phải chờ đến khi Tử Vi Cung xuất thế. Mặc dù như thế, chúng ta không thể ngăn cản kịp nữa. Khi thông đạo mở cũng không có dị tượng rõ ràng, rất khó thông qua điểm này phán đoán động tĩnh của lão. Đám người không còn cầu may, dựa theo phân phối trước đó, chia binh tiến vào phế tích cung điện. Tuy có phong thủy đồ, đám người vẫn không dám lơ là. Thanh Quân và Lư Bá Viễn một trước một sau cảnh giới, bảo hộ Tần Tang vào giữa thi triển thần thông thiên mục. Khu phế tích quá lớn, bọn hắn đi đã nửa canh giờ. Trên đường, Tần Tang đánh thức Phì Tàm và Hỏa Ngọc Ngô Công, nếu như nơi này có dị bảo hoặc linh dược, bọn chúng có lẽ cảm ứng được. Hắn cũng chưa quên kiếm linh, một mực cảm ứng sát kiếm biến hóa. Ba khu bí cảnh tương liên, Tử Vi Cung và Thất Sát Điện đều có mảnh vỡ sát kiếm, tội thần cung hẳn không ngoại lệ. Không biết có phải đã sớm bị vơ vét sạch hay không, đi lâu như vậy, hai con linh trùng không phản ứng chút nào, cũng không thấy kiếm linh thức tỉnh. Con đường quanh co, lại đi không biết bao xa, Thanh Quân dừng bước, nói khẽ, chúng ta đi ra rồi. Bên ngoài phế tích, vẫn ngột ngạt lờ mờ như cũ. Đi ra phế tích về sau, bọn hắn quả nhiên thấy địa phương mà Thương Hồng Chân Nhân nói tới. Sâu trong mây đen, lôi điện xuất hiện thường xuyên hơn bên ngoài, tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn, liên tục công kích vào một vị trí. Bất quá, khoảng cách nơi này còn xa, nhìn không rõ lắm. Phía trước núi nối liền núi, bóng dáng lờ mờ. Trên núi dây xích tung hoành ngang dọc, mơ hồ nhìn thấy di tích cổ bảo. Trong loại địa phương này tốt nhất đừng phi hành, đám người hơi dừng lại, vận chuyển thân pháp lao đi. Địa hình núi non hiểm, trở, dễ dàng nhìn thấy nhiều ngọn núi cao ngất, dùng dây xích to lớn nối liền nhau, âm phong từng trận, băng hàn thấu xương. Tu sĩ Nguyên Anh như bọn họ, hành tẩu trên dây xích vẫn bị hàn khí xâm nhập, sắc mặt trắng bệch. Vượt qua từng tòa sơn phong băng lãnh, không phát hiện dị thường. Sau những ngọn núi, tiếp theo xuất hiện khu vực đầm lầy. Thanh Quân lấy phong thủy đồ ra, nhìn về phía một phương vị trong đầm lầy, cấm địa tọa lạc trong khu đầm lầy này. Đầm lầy có lực ăn mòn, càng đi về phía trước càng lợi hại, mọi người cẩn thận. Đám người tế khởi pháp bảo, duy trì độ cao khoảng nửa người, hướng mục tiêu lao đi. Trên đường nhìn thấy di tích khắp nơi, nhiều di tích đã bị hủy triệt để, một số khác thì hiển hiện hào quang, nhưng tàn phá không chịu nổi. Nhìn những di tích này, như những chiếc lồng giam, trong đầm lầy lớn như vậy không biết nhốt bao nhiêu người. Đi qua vô số lồng giam, bọn hắn rốt cục đi đến trước cấm địa. Sở dĩ gọi cấm địa, bởi vì nơi này đặc thù nhất, hoàn toàn khác những lồng giam kia. Chỗ này rộng lớn, xung quanh trống rỗng, những lồng giam khác phân bố vây quanh nơi này, xem nơi này như chỗ hạch tâm. Bên trong cấm địa cổ cấm dày đặc, đen như mực, đứng bên ngoài, đám người cảm thấy dự cảm nguy hiểm. Trung tâm cấm địa có bốn trụ đá cao ngất đâm thẳng lên, cơ hồ chạm tới mây đen. Khi mọi người đến đây, lập tức phát hiện cấm địa đã mở, chẳng lẽ do Diệp Lão mà làm. Bên ngoài khu cấm địa có một con đường bằng đá, dẫn đến một cánh cửa màu đen, lúc này khóa sắt trên cửa đã đứt, cấm chế bị phá hư. Soạt, đám người phản ứng cực nhanh, lập tức tản ra, tạo thành trận thế. Cánh cửa kia nửa mở, bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Có người hoài nghi, có phải Diệp Lão Ma cố tình bày nghi trận không, làm chậm chân chúng ta? Có khả năng.
Thanh Quân kẻ tài cao gan cũng lớn, trước tiến vào xem, rồi quyết định thông báo cho bọn họ sau. Đám người đi lên, trên đường đá, cẩn thận từng ly từng tí. Dấu vết Diệp Lão Ma lưu lại rất rõ ràng, đi thẳng đến cuối đường. Một cánh cửa đã bị phá hủy trên đường đi. Đám người hữu kinh vô hiểm, đi đến chỗ sâu trong cấm địa. Còn lại mấy tầng cuối cùng là đến hạch tâm cấm địa. Nếu Diệp Lão Ma ở bên trong, chúng ta tốt nhất nên gọi viện binh tới đây trước. Lưu Bá Viễn gọi Thanh Quân lại, truyền âm nói. Đám người yên lặng rời khỏi cấm địa, thi triển thủ đoạn liên lạc, truyền tin cho hai nhóm khác, sau đó triển khai trận thế thủ bên ngoài cấm địa. Cùng lúc đó, hai nơi cấm địa khác, Thương Hồng Chân Nhân và Thông U Ma Quân dẫn đội thăm dò. Hai nơi đều có dấu vết của Diệp Lão Ma, nhưng đám người nhanh chóng phát hiện những vết tích này do lão gia hỏa kia cố tình lưu lại, chỉ có bên ngoài cấm địa. Nhận được tin báo của Thanh Quân, hai đạo nhân mã vội vàng khởi hành, chạy tới cấm địa trong đầm lầy. Hiện tại đám người Tần Tang thủ bên ngoài cấm địa, thương nghị kế hoạch tiếp theo. Đúng lúc này, Tần Tang liếc nhìn chỗ sâu trong mây đen, đột nhiên cảm thấy vị trí thông đạo không đúng, ngẩng đầu nhìn qua. Những người khác cũng phát hiện dị dạng. Lôi đình xung quanh thông đạo càng ngày càng nghiêm trọng, trong sấm sét dần dần hiện ra một lôi hoàn to bằng cái thớt. Mới đầu, lôi hoàn còn nhỏ, theo thời gian trôi qua, càng thêm to lớn. Trung tâm lôi hoàn, một cỗ hào quang năm màu bay ra, sau đó bắn tứ tán. Đám người đưa mắt nhìn nhau, tu sĩ Tội Uyên đi theo bọn hắn, thần sắc mờ mịt. Trước kia, dù đến thời điểm thông đạo mở ra, cũng chưa từng xuất hiện loại dị tượng này. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1865, Bách Điểu Triều Phượng. Thông đạo xuất hiện dị tượng trước đây chưa từng thấy. Ngũ thải lưu quang không ngừng bay ra, hình thành một áng mây trong hư không, dần dần khuếch tán xung quanh, phi thường chói mắt. Bất quá, lôi hoàn không tiếp tục bành trướng, lơ lửng trong mây đen. Nếu không phải Thương Hồng Chân Nhân chắc chắn Diệp Lão Ma không đủ năng lực phá hư thông đạo, đám người đã sớm ngồi không yên. Lúc này, Thương Hồng Chân Nhân và Thông U Ma Quân rốt cuộc chạy tới. Hai đội nhân mã vội vàng đều phát hiện dị tượng. Toàn bộ cổ cấm bị Diệp Lão Ma phá hủy. Thương Hồng Chân Nhân nhìn cuối đường đá. Tần Tang đơn giản miêu tả cảnh tượng trong cấm địa, ánh mắt nhìn lên bầu trời, nói, Chân Nhân đã dự liệu được sẽ xuất hiện loại dị tượng này sao? Có phải Diệp Lão Ma làm không? Thương Hồng Chân Nhân biểu lộ tỉnh táo, lôi đình du đãng xung quanh thông đạo, tùy tiện một đạo đã đủ diệt sát chúng ta. Dù năng lực Diệp Lão lớn hơn nữa cũng không thể phá hư thông đạo, có lẽ lão bố trí chút chướng ngại, kéo dài thời gian, lúc này chạy tới cũng không làm nên chuyện gì. Không bằng trước điều tra Diệp Lão Ma ở chỗ này làm gì, nếu tìm thấy dấu vết, từ đó biết được ý đồ của Diệp Lão Ma, thì làm ít công to. Đám người nghe vậy đồng ý, thu hồi ý niệm khác trong đầu, tạo thành trận hình, lần nữa tiến vào cấm địa. Rất nhanh, bọn hắn đi đến vị trí trước đó. Nơi này vẫn tĩnh mịch như cũ, không thấy bóng dáng Diệp Lão Ma, cũng nhìn không thấy cạm bẫy. Mặc dù cổ cấm bị Diệp Lão Ma phá hết một phần, vẫn tồn tại nhiều nguy hiểm. Đám người hợp lực, xuyên qua tầng tầng cổ cấm, rốt cục đi đến cuối đường đá, nhìn thấy phong ấn. Diệp Lão Ma đã đi rồi, Tần Tang thôi động thần thông thiên mục, xác định Diệp Lão Ma không ở phụ cận. Trụ đá đã nứt, phong ấn bị phá hư. Thương Hồng Chân Nhân lách mình lướt đến một trụ đá, đôi mắt lấp lóe dị quang, kinh ngạc nói, phong ấn mới bị phá, Diệp Lão Ma vừa rời đi không lâu. Ba khu cấm địa, chỉ phong ấn chỗ này bị Diệp Lão Ma phá hết. Tuyệt không phải trùng hợp. 20 năm qua, chẳng lẽ Diệp Lão Ma vẫn luôn phá giải phong ấn nơi này? Chân Nhất đạo trưởng kinh ngạc, cúi đầu nhìn vũng bùn chỗ trung tâm bốn trụ đá, trong cấm địa phong ấn thứ gì, lão thả ra rồi sao? Thương Hồng Chân Nhân và đám tu sĩ Tội Uyên đều lắc đầu. Nơi đây sở dĩ bị xem như cấm địa, chính vì cổ cấm cường đại lại nguy hiểm, không biết bao nhiêu tu sĩ Tội Uyên từng thăm dò cấm địa, toàn bộ thất bại. Trước đó, bọn họ chỉ có thể suy đoán tác dụng của trụ đá. Vết tích còn sót lại cho thấy, lực lượng phong ấn nơi đây cực mạnh. Không biết Diệp Lão Ma làm thế nào, một mình mở cấm địa, phá hủy phong ấn. Tần Tang bay đến một trụ đá bên cạnh, dò xét một lát, tùy tiện tìm thấy mấy vết nứt, lắc mình đi qua trụ đá, lệnh Thiên Mục Điệp thôi động thần thông dò xét vũng bùn.
bên trong trống không, đáng tiếc vết tích đều bị uế vật phá hư. Tần Tang than nhẹ, có lẽ chỗ này phong ấn ma đầu. Đám người thần sắc khác nhau. Bên trong huyết hồ còn có ma đầu sống đến hiện thế, trước đây ý thức mới tiêu vong không lâu, ma đầu bị phong ấn trong cấm địa còn sống cũng rất bình thường. Nghi hoặc trong lòng Thương Hồng chân nhân rốt cuộc giải khai, không khỏi giận dữ, ma đầu bị chúng ta tru sát, khẳng định liên quan đến tên ma đầu này. Huyết hồ đặt bẫy, ngọc cốt, U Tinh Tháp và những đạo hữu nguyên anh kia đều là mấu chốt giúp ma đầu thoát thân. Thương Hồng chân nhân sắp đoán đúng sự thật. Tần Tang đi quanh bốn trụ đá vài vòng, thỉnh thoảng thôi động ô mộc kiếm chạm đến, thăm dò uy lực phong ấn, ma đầu và Diệp Lão Ma đã biến mất, không thể phán đoán mục đích của bọn họ. Có lẽ, Diệp Lão Ma cũng thân bất do kỷ, bị thao túng như quân cờ thôi. Ỷ Thiên Phong trong Thất Sát Điện, Tần Tang chứng kiến minh chủ Tam Đại Thương Minh bị ma quân khống chế, kết cục bi thảm, hắn vô thức suy đoán như vậy. Mà đó chỉ là một đạo phân hồn của ma quân. Tu vi của Diệp Lão Ma và minh chủ Tam Đại Thương Minh ngang nhau, nếu lão bị cổ ma khống chế, kết cục đoán chừng không khá hơn bao nhiêu. Ánh mắt Tần Tang ngưng trọng, chuyện hắn lo lắng nhất đã phát sinh. Trên Ỷ Thiên Phong, đánh đổi mạng sống nhiều cao thủ hàng đầu như vậy, cuối cùng vẫn mượn nhờ phong ấn thượng cổ, gian nan trấn áp ma quân. Nơi đây phong ấn bị phá, ma đầu đã thoát khốn. Tin tức tốt duy nhất, uy lực phong ấn kém xa Ỷ Thiên Phong. Trên Ỷ Thiên Phong không chỉ có cổ cấm của tam tộc còn lưu lại trọng bảo, phối hợp cổ cấm trấn áp ma quân, mà nơi này chỉ có bốn trụ đá thô ráp. Mặc dù nhìn chất liệu không đơn giản, khẳng định không thể bằng trấn ma bia và long thi. Điều này nói rõ người bị phong ấn tu vi không bằng ma quân, thế cục còn chưa đến mức không thể vãn hồi. Tần Tang nói phát hiện của mình cho Thanh Quân biết, để nàng chuẩn bị phược ma tác kỹ càng. May mắn sư tỷ trước đó bế quan hoàn thiện trận đồ, dị bảo này đã có đất dụng võ. Xem ra phải tìm thấy Diệp Lão Ma mới biết được ý đồ của lão. Chúng ta lại thêm một địch nhân, bất quá ma đầu vừa thoát khốn không lâu, khẳng định trạng thái còn hư nhược. Ngày nay cao thủ Bắc Thần Cảnh đều tới, không cần e ngại nhiều. Dị tượng chỗ thông đạo nhất định do ma đầu làm. Không nên lưu lại đây lâu, nhanh chóng khởi hành thì hơn. Ma đầu thâm bất khả trắc. Đám người cảm thấy áp lực, quyết định thật nhanh, quay người muốn rời khỏi cấm địa. Lúc này, Thanh Quân đột nhiên mở miệng nói, các ngươi đi trước một bước, ta thử phân tích phong ấn, xem phát hiện thứ gì không, sẽ không chậm trễ quá lâu, sau đó liền đến. Tần Tang lo lắng một mình sư tỷ thế đơn lực bạt, nhưng hai người bọn họ không thể đồng thời lưu lại, sau khi thương lượng với Kinh Vũ. Hắn nói với Thanh Quân, Kinh Vũ đạo hữu sẽ lưu lại, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai người có thể chiếu cố lẫn nhau. Bên cạnh hắn có Bạch và Phù Khôi Nguyên Anh, không cần phải lo lắng an toàn của bản thân. Thanh Quân biết nghe lời phải, nói tiếng cảm ơn Kinh Vũ. Đám người rời khỏi cấm địa, dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng đến thông đạo. Sau khi bọn hắn đi, Kinh Vũ đứng bên trên đường đá, tế ra Lôi Niệm Châu, quang mang chiếu khắp bát phương, vừa đề phòng vừa nhìn động tác của Thanh Quân, hiếu kỳ xem nàng làm thế nào. Chỉ thấy Thanh Quân quan sát trụ đá một lúc, sau đó lắc mình đi qua trụ đá, tiến vào vũng bùn. Phong ấn mặc dù bị phá, uy lực còn sót lại vẫn không thể coi thường. Thanh Quân tế khởi Ngũ Phương Tháp, lơ lửng trên đỉnh đầu, che chở bản thân, đồng thời ngón tay ngọc như bánh xe, kết xuất đạo đạo ấn quyết, làm cho người hoa mắt. Cuối cùng, nàng vung tay áo dài lên, khôi lỗi thanh loan khoác lên giang sơn ẩn nguyệt đồ, từ trong ống tay áo bay ra. Cùng lúc đó, xung quanh nàng hiện lên hơn trăm đoàn thanh quang, nhao nhao huyễn hóa thành thanh loan sinh động như thật, bách điểu triều phượng. Thanh loan bay quanh Thanh Quân, tiếng kêu khẽ êm tai, bọn chúng linh động dị thường, tư thái uyển chuyển, đôi mắt sáng ngời có thần, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Kinh Vũ lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn này, âm thầm ngạc nhiên. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1866, Tiên Cấm Đều Hiện. Đám người Tần Tang đi tới phía dưới thông đạo. Nơi đây chính là một dãy núi trụi lùi, hoàn toàn không thấy vết tích cổ cấm, nhưng bên trong tội thần cung nguy hiểm trùng điệp thì không bình thường chút nào. Tần Tang lướt lên một đỉnh núi, nhìn thấy phía trước tràn ngập khe nứt không gian. Không gian loạn lưu khắp nơi, mảnh vụn cổ cấm đã sắp đến biên giới tội thần cung.
Hắn cảm ứng khí hải, mảnh vỡ sát kiếm an tĩnh nằm trong ngực Nguyên Anh. Hắn đã thăm dò tội thần cung, kiếm linh không phản ứng chút nào, xem ra nơi này không có mảnh vỡ sát kiếm khác. Cơ bản xác định, Bắc Thần Cảnh không có mảnh vỡ sát kiếm thứ hai, về sau nhất định phải rời khỏi Bắc Thần Cảnh, đi đến ba cảnh khác, hoặc đi yêu hải tìm kiếm. Tần Tang thầm nghĩ, một tia sương mù ngũ sắc bay tới trước mặt hắn. Hắn đưa tay đụng vào, sương mù tản ra, cũng không khác thường. Sương mù ngũ sắc tràn ngập xung quanh, không ngừng từ trong lôi hoàn bay ra. Thương Hồng chân nhân cẩn thận bay đến phía dưới lôi hoàn, điều tra một phen về sau, đột nhiên kêu nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đang chăm chú nhìn Thương Hồng chân nhân, thấy thế trong lòng không khỏi siết chặt, liên thanh hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trong thông đạo hết thảy bình thường, Thương Hồng chân nhân ngữ khí cổ quái, những sương mù ngũ sắc này tựa như từ một chỗ khác trong thông đạo bay vào. Đối diện thông đạo chính là Tử Vi Cung, chẳng lẽ Tử Vi Cung xảy ra biến cố gì? Đám người đưa mắt nhìn nhau, thông đạo đã bình thường, vậy vào xem liền biết. Chân Nhất đạo trưởng trầm giọng nói, đám người bay đến lối vào thông đạo. Thông đạo này khác những thông đạo bình thường, chỉ cần tất cả mọi người đồng thời thi triển cùng một loại bí thuật, sau đó đi xuyên qua thông đạo. Đến Tử Vi Cung, mọi người không bị truyền tống đến những nơi khác nhau, chẳng cần lo Diệp lão ma ôm cây đợi thỏ, tiêu diệt từng bộ phận. Đám người tế khởi pháp bảo, tùy thời chuẩn bị ứng biến, ngồi xếp bằng trong hư không. Tần Tang lấy Phược Ma Tác ra, mới vừa rồi Thanh Quân đưa món bảo vật này cho hắn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Thanh Quân và Kinh Vũ còn chưa đến. Lúc này, Thanh Quân và Kinh Vũ còn bên trong cấm địa. Người này am hiểu khôi lỗi, chỉ sợ đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Kinh Vũ nhìn Thanh Quân, thầm nghĩ trong lòng. Chí ít, trong số những tu sĩ sử dụng khôi lỗi nàng từng thấy, không ai am hiểu khôi lỗi hơn Thanh Quân. Bởi vì quan hệ với Tần Tang, người này không phải địch nhân. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Kinh Vũ, thủy chung cảm thấy kiêng kỵ Thanh Quân, cảm giác này khó nói rõ ràng. Ngày nay, danh khí Tần Tang cực lớn, đuổi sát Diệp lão ma, thậm chí vượt qua Chân Nhất đạo trưởng, Thông U ma quân và mấy vị cường giả lâu đời khác. Càng hiếm thấy hơn, hắn còn trẻ, nếu không bất ngờ phát sinh chuyện, tương lai Bắc Thần Cảnh sẽ trở thành thiên hạ của Tần Tang. Thanh Quân thì điệu thấp hơn nhiều, nàng hóa thân thành Lãnh Vân Thiên, chỉ hiển lộ chút phong quang trong huyết hồ, đối mặt Diệp lão ma không rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng vẫn kém một chiêu, bị Diệp lão ma cướp ngọc cốt đi, hào quang bị chiến tích của Tần Tang che lấp. Bất quá, thực lực Tần Tang bày bên ngoài sáng, tu vi bản thân không cao. Lôi độn thuật, pháp bảo đỉnh tiêm, ma hỏa cường đại, khôi lỗi, luyện thi, những át chủ bài này đều không che giấu được, chỉ cần dùng qua một lần, sẽ bị người nhớ kỹ. Kinh Vũ nhớ lại những lần tiếp xúc với Thanh Quân, luôn cảm thấy Thanh Quân khó mà ước đoán, hơi thần bí. Không có chứng cứ xác thật, đơn thuần đến từ bản năng cảm giác. Chắc là ảo giác, ẩn giấu thực lực trước mặt Diệp lão ma, chẳng phải tự tìm đường chết sao. Kinh Vũ âm thầm cười nhạo mình, bị nhốt 200 năm, hiếm thấy chuyện lạ. Thời điểm nàng suy nghĩ lung tung, Thanh Quân thu hồi khôi lỗi thanh loan, từ trong phòng ấn bay ra, khe khẽ lắc đầu, không thu hoạch được gì, lối vào thông đạo. Đám người Tần Tang đồng thời kết ấn, từng đám linh lực tạo thành phù lục hiện lên trước mặt bọn họ, ngân quang lóng lánh, sinh ra liên hệ với thông đạo. Phá! Ngay lúc phù lục thành hình, mọi người đồng thời đánh về phía thông đạo. Rắc! Phù lục ứng thanh mà nát, hóa thành điểm điểm ánh sáng, một nửa dung nhập thông đạo, một nửa khác thì rơi trên người bọn hắn. Đám người cảm thấy toàn thân siết chặt, cảnh vật trong tầm mắt hết thảy đột nhiên biến mất, trời đất tối đen, bị một cỗ lực lượng nhu hòa kéo đi, bay lên bên trên, lúc đầu tốc độ còn chậm, sau thì càng lúc càng nhanh, không biết bị kéo đi bao xa. Cuối cùng Tần Tang cảm thấy lục kéo biến mất, trong lòng biết đã đến đầu thông đạo bên kia, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Bên ngoài phảng phất như thiên băng địa liệt, tâm thần Tần Tang chấn động, hơi biến sắc mặt. Lúc này, những người khác cũng xuất hiện xung quanh, bị tiếng vang làm chấn kinh. Đám người nhìn nhau, vội vàng bay ra thông đạo, phát hiện sương mù ngũ sắc phiêu đãng trong hư không, quả nhiên từ Tử Vi Cung truyền tới. Trong nháy mắt rời khỏi thông đạo, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người, không thấy Diệp lão ma đâu. Nhưng chuyện đó không còn trọng yếu, bọn hắn ngơ ngác nhìn phương hướng nội điện Tử Vi Cung, trên mặt biểu lộ rung động và không thể tưởng tượng nổi.
Chân Nhất đạo trưởng, Thông U Ma Quân đã mấy lần tiến vào Tử Vi Cung. Dù Tần Tang cũng là lần thứ ba tiến vào. Tử Vi Cung trước kia, nội điện phi thường yên lặng, ngược lại không nguy hiểm bằng ngoại điện, chỉ cần không xông vào những cấm địa kia, tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng có thể an toàn. Thiên Sơn, Kiếm Ngân Sơn, Huyền Phố Cung, Cổ Dược Viên, Di Tích Tiên Thành. Trong những cấm địa này cổ cấm trùng điệp, còn ổn định hoàn hỏa, uy năng chưa từng hiện bên ngoài, hiện tại hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này nội điện cực kỳ bất ổn, hư không kịch liệt chấn động, tất cả cổ cấm đều bị kích phát, uy năng hiển hiện, bí cảnh, cấm địa, toàn bộ xuất hiện trước mắt bọn hắn. Tiên Thành bị một bàn tay san bằng, chỉ lưu lại một trường ấn to lớn, cổ cấm còn sót lại bị kích phát, xuất hiện huyễn tượng Tiên Thành, mặc dù vỡ vụn không chịu nổi, vẫn còn phong thái tuyệt thế. Kiếm Ngân Sơn, huyễn cảnh hiện thế, bao trùm xung quanh dãy núi, một đạo kiếm khí kinh thế phóng lên tận trời, đánh nát huyễn cảnh, khí thế chảm phá trời cao. Cổ Dược Viên, huyền quang, hình thành lồng ánh sáng, mỗi một đạo đều bao trùm một mảng linh điền lớn, bên trong ẩn hiện bảo quang, rõ ràng là linh dược tuyệt thế, dĩ vãng chưa từng bị người phát hiện. Trung tâm Cổ Dược Viên, phía trên trống rỗng hiện lên một chỗ bí cảnh, trong bí cảnh có một gốc linh thụ che khuất bầu trời. Che chở bí cảnh tàn phá này, bên trong sinh cơ dạt dào, sương mù từng cơn, cực kỳ thần bí. Tần Tang nhận ra, đây chính là Huyền Phố Cung, thay nghén ra Vân Du Tử và Cửu Huyễn Thiên Lan, hắn vốn có ý nghĩ đi Huyền Phố Cung thăm dò. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy một cung điện tàn phá. Tụ Thần Điện cũng hiện thế, lúc trước từ tiên đài Tụ Thần Điện đạt được Tam Quang Ngọc Dịch. Đỉnh Thiên Sơn liên tục phát sinh dị tượng, từng hình bóng tiên cung lúc ẩn lúc hiện, không biết là hư ảnh hay là chân thực, nhìn tương tự tiên cung trên Thất Sát Điện. Những thứ này chẳng qua là một góc của băng sơn, vô luận đã bị phát hiện hay bí cảnh một mực không muốn người biết, lúc này toàn bộ tái hiện thế gian. Đây mới thật sự là tiên cung, Tử Vi Cung chân chính. Đám người vô cùng chấn động, thần sắc khó tin. Một tu sĩ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ do Diệp Lão Ma và Ma Đầu làm nên? Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1867, Tiên Cảnh Khôi Phục. Sau khi rung động, mọi người nhớ tới chính sự, vội vàng tìm kiếm tung tích Diệp Lão Ma. Nhưng nội điện Tử Vi Cung triệt để loạn, dị tượng hiện ra khắp nơi, không thể nào là do Diệp Lão Ma làm. Những năm gần đây, Tử Vi Cung lần lượt xuất thế sớm, rõ ràng là một quá trình biến hóa ấp ủ nào đó, hiện tại xem ra chân tướng sắp rõ ràng. Bất quá, chỉ sợ sẽ không như chúng ta dự tính là Tử Vi Cung hoàn toàn mở ra, mà là biến cố lớn hơn. Vũ Vương tư lịch sâu nhất, thành danh sớm hơn xa Thông U Ma Quân cùng, Chân Nhất đạo trưởng. Gã nhìn chăm chú nội điện, thấy tiên cung vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Vũ Vương cung đời đời truyền thừa, mỗi đời Vũ Yêu Vương đều là bá chủ thiên yêu đồi. Trước đó xông vào tiên trận Tử Vi Cung cần dựa vào bảo vật Vũ Vương Cung truyền thừa, gã chưa hề vắng mặt buổi nào. Tu sĩ ở đây chỉ sợ không ai biết rõ bí mật nhiều hơn gã. Mặc dù như thế, gã cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, thì ra trong Tử Vi Cung còn ẩn giấu nhiều bí mật như vậy. Rất nhiều nơi đã bị thăm dò qua vô số lần, thường thường không có gì lạ. Hiện tại mới biết không phải như thế, chỉ là bọn họ bị giới hạn tu vi và kiến thức, nhìn chỉ thấy vẻn vẹn bề ngoài. Giờ phút này Tử Vi Cung vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Tiên cảnh trước đây chưa từng gặp, cổ cấm cường đại vượt quá tưởng tượng, tiên dược, cổ bảo mê người. Vốn cho rằng Thiên Sơn là hạch tâm trọng địa, trong vô số bí cảnh cũng không phải đột ngột. Diệp Lão Ma bố cục mấy trăm năm, chọn ở thời điểm này quay người, còn thả ra một ma đầu không rõ lai lịch, xem ra hắn đã sớm biết Tử Vi Cung sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Chân Nhất đạo trưởng nhìn xung quanh nói, tâm tư mọi người chỉ sợ không phải đều trên người Diệp Lão Ma. Tử Vi Cung dị biến, còn không biết kết quả là tốt hay xấu. Nhưng đối với mọi người, hiện tại là cơ hội ngàn năm một thở. Lấy Cổ Dược Viên làm thí dụ, vốn thiên tân vạn khổ chưa chắc có thể tìm tới một gốc tiên dược. Lúc này linh quang lấp lánh khắp nơi, chỉ cần có bản lĩnh ngăn cản cấm chế Cổ Dược Viên là có thể lấy tới tay. Chân Nhất đạo trưởng thầm than, chính mình sao không động tâm. Các vị đỉnh tiêm cao thủ truyền âm thương nghị. Thương Hồng chân nhân cất cao giọng nói, muốn tìm Diệp Lão Ma, không khác nào mò kim đáy biển.
Mọi người phân tán hành động, nếu có người phát hiện tung tích Diệp Lão Ma, lập tức phát ra tín hiệu. Chư vị không nên bị lợi ích trước mắt làm choáng váng đầu óc, nghĩ lại hành động của Diệp Lão Ma, không nhanh chóng diệt trừ ma này, về sau Bắc Thần cảnh vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mọi người đã nhao nhao muốn thử, nghe vậy phân ra, gấp rút bay vào hướng nội điện. Có người mời Tần Tang liên thủ tầm bảo. Tần Tang khéo léo từ chối, nhắm ngay một khe hở biển mây, lái độn quang xuyên qua, tiến vào nội điện. Tử Vi cung ngũ sắc tường vân đoá đoá, tiên cung thành phiến, thật như tiên cảnh. Hắn quét nhìn xung quanh, chờ mọi người rời đi, sau đó tránh đi tai mắt người khác, rơi vào trên một khối lục địa, túi thi khôi bên hông chợt lóe, bạch từ trong phi độn ra. Nhìn thấy dị tượng Tử Vi cung, ánh mắt gã lấp lóe, trầm tư một chút, quay đầu nói với Tần Tang, ngươi nhanh đi thu phục Nam Minh Ly Hỏa, chậm thì sinh biến. Ta lưu lại bên ngoài chờ sư tỷ ngươi, thuận tiện nhìn quanh xem, có tin tức gì lại truyền tin cho ngươi. Tần Tang cũng đang có ý này. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn là ngoài ý liệu, ai cũng không biết Tử Vi cung sẽ phát sinh biến hóa gì, vạn nhất sắp đi hướng hủy diệt hồi quang phản chiếu. Bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết còn có lần sau không. Tần Tang cảm thấy may mắn những năm qua không uổng phí khổ công, đã luyện thành pháp bảo, mặc dù chỉ có không đến ba thành nắm chắc thu phục được Nam Minh Ly Hỏa. Bạch huynh cẩn thận chút, ta sẽ không trì hoãn quá lâu. Tần Tang nói, thu phục Linh Hỏa, được là được, không được là không được, thử một lần là biết. Hắn lưu phược ma tác cho Bạch, chỉ lấy nguyên anh phủ khôi xuất phát. Lần này vào Tử Vi cung, cảm thụ hoàn toàn khác biệt hai lần trước. Những nơi trước kia vốn vô cùng an toàn, giờ phút này đều có bí cảnh hiển hiện, cổ cấm tầng tầng, như ẩn như hiện, tràn đầy nguy hiểm không rõ, ai cũng không dám trắng trợn chạy nhanh như trước. Tần Tang gọi ra Ô Mộc Kiếm, thân hóa kiếm quang. Đến biên giới nội điện thì thành thành thật thật rơi trên mặt đất. Hắn ngóng nhìn hướng Kiếm Ngân Sơn, liếc qua liếc lại các nơi khác, tìm kiếm con đường an toàn, cuối cùng tìm ra một nơi dị tượng thưa thớt nhất, không chút do dự khởi hành. Tiếp xúc gần với bí cảnh Tử Vi cung, trong lòng hắn càng thêm rung động. Giờ khắc này, từ đáy lòng hắn hướng tới phong thái tu tiên giới thượng cổ. Tu tiên giả đương thời như là ếch ngồi đáy giếng, không tận mắt thấy, khó có thể tưởng tượng thế gian còn có cảnh tượng mỹ lệ như thế. Cho dù là bí cảnh Tử Vi cung còn sót lại mảnh vỡ, vẫn không gì sánh kịp. Tần Tang say mê những cổ cấm trước đây chưa từng gặp kia, hắn cơ hồ hoàn toàn xem không hiểu, vượt ra khỏi năng lực của hắn. Điều này làm cho Tần Tang cảm thấy càng thêm lo lắng. Kiếm Ngân Sơn rõ ràng cũng bị ảnh hưởng, trước đó huyễn trận yên tĩnh, cho nên hắn và Vân Du Tử tại trúc cơ kỳ vẫn có thể xuyên qua huyễn trận, tìm tới Nam Minh Ly Hỏa trong phòng luyện đan. Sau khi huyễn trận dị biến, lấy tu vi hắn hiện tại cũng không có nhiều lòng tin có thể xông qua, vạn bất đắc dĩ chỉ có thể xin Bạch tương trợ. Tin tức tốt là, Kiếm Ngân Sơn vẫn còn kiếm khí bạo phát, thoạt nhìn huyễn trận cũng bị nhiễu loạn. Suy nghĩ những thứ này, Tần Tang không ngừng lướt nhanh tới, khoảng cách cổ dược viên đã không xa. Hắn chú ý tới, đa phần mục tiêu tu sĩ là cổ dược viên, bao gồm Vũ Vương cùng tu sĩ họ Lư, còn đi nhiều hơn Thiên Sơn lúc trước. Chỉ vì cổ dược viên biến hóa lớn nhất, tuyệt thế linh dược ẩn sâu trong đó hiện thế, rất dễ dàng tìm tới vị trí, tới đó đơn giản hơn tìm kiếm cổ bảo rất nhiều. Họ Lư bôn ba bốn phía tìm dược liệu trị thương cho Hàn Tích, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo lần này, vừa rồi mời Tần Tang đồng hành cũng là gã. Tần Tang nhìn hướng cổ dược viên, hắn đương nhiên cũng phi thường động tâm. Tuyệt thế tiên dược, độc nhất vô nhị, có thể được một gốc đã là phúc phận lớn lao, có công hiệu vượt quá tưởng tượng. Nhất là Huyền Phố Cung ở trung tâm dược viên. Trước khi Vân Du Tử độ kiếp đã từng giới thiệu kỹ với hắn về lai lịch Huyền Phố Cung. Nơi này có thể dưỡng dục ra thanh phúc chính trúc thông linh, có thể tưởng tượng được, chính là bảo địa trọng yếu nhất cổ dược viên. Bất quá, sau khi cân nhắc, Tần Tang cho rằng Nam Minh Ly Hỏa quan trọng hơn, nhịn đau thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, Tần Tang đi tới trước một mảnh đất trống. Nơi này cũng không có dị tượng, hắn đang muốn đi ngang qua, đột nhiên cảm giác có chút không hợp lý, sắc mặt hơi đổi, vội vàng dừng lại tại biên giới. Sau một khắc, trung tâm đất trống ủng ục xuất hiện một tuyền nhãn. Nước suối liên tục không ngừng từ bên trong dũng mãnh tiến ra, rất nhanh đọng lại thành một cái đầm nước nhỏ. Tần Tang quét mắt qua, phát hiện địa thế nơi này hơi thấp, vốn là một hồ nhỏ, về sau khô cạn, lúc này ở trước mặt hắn khôi phục lại. Tử Vi cung dị biến còn đang tiếp tục duy trì.
Tần Tang lẩm bẩm, cảm thấy càng gấp gáp hơn. Trong nháy mắt, một cái hồ nhỏ hình trăng lưỡi liềm xuất hiện trước mặt Tần Tang. Cảnh sắc xung quanh và hồ nhỏ đồng thời khôi phục, tử trúc mọc đốt mang lên. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng thành một mảnh rừng trúc, từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá trúc vang xào xạc, vô cùng thanh u. Các bạn đang nghe chuyện Khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1868, Huyễn trận thượng cổ tàn phá. Cảnh tượng tương tự tại Tử Vi Cung nhiều lần xuất hiện. Có một vị Nguyên Anh đến từ sa mạc, có tao ngộ không khác Tần Tang. Nhưng gã không thể phát giác, một bước đạp sai, đụng phải cấm chế, tiếp theo thân ảnh biến mất, rốt cuộc không còn chút gợn sóng nào, không biết là sống hay chết. Hồ nước trong veo, rừng trúc thành hương. Tần Tang hít sâu một hơi, từ trong cảnh u tĩnh cảm nhận được một tia bất ổn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau, vượt qua hồ nhỏ, tốc độ nhanh hơn 3 phần. Tử Vi Cung này không còn là Tử Vi Cung lúc trước, về sau chỉ sợ tu sĩ Nguyên Anh cũng nửa bước khó đi. Vượt qua cổ dược viên, Tần Tang đi một hồi, lại thấy được một nơi quen thuộc, truyền tống trận tại Đại Điện Kiếm Đường. Nơi này cũng không ngoại lệ, hoàn toàn thay đổi. Cảnh tượng trước mắt khiến Tần Tang sững sờ. Hắn đứng trên mặt đất, ngửa đầu lên cao, từ chỗ sâu tường mây 5 màu miễn cưỡng có thể nhìn thấy cửa vào Đại Điện Kiếm Đường. Phải biết, ngọn núi này vốn trong quần phong cũng không quá cao. Bây giờ lại giống như vật sống từ lòng đất mọc ra, sơn thế hùng kỳ, như là lợi kiếm, cắm vào vân tiêu, không kém thiên sơn chút nào. Xung quanh cũng có một ít ngọn núi xuất hiện biến hóa tương tự, nhưng không xuất chúng bằng nó. Quần phong bảo vệ, một núi siêu quần xuất chúng. Ô Mộc Kiếm run sợ một hồi. Chấn động quen thuộc truyền đến, nói rõ cấm chế Đại Điện Kiếm Đường vẫn không biến hóa, cổ truyền tống trận hẳn là vẫn còn. Tin tức tốt là, cửa vào Đại Điện Kiếm Đường vẫn là vách núi bình thường, nhìn không ra dị dạng gì, nếu không thì đầu thông đạo liên thông hai vực sẽ bị lộ ra rồi. Thất Sát Điện có bị ảnh hưởng không, hay chỉ Tử Vi Cung xuất hiện biến cố? Đang lúc gấp, chờ sau này lại đi xem một chút. Tâm niệm Tần Tang chuyển động, thân ảnh không ngừng, thẳng đến Kiếm Ngân Sơn. Đi xuyên qua vô số bí cảnh, Tần Tang và Thiên Mục Điệp đều treo lên 12 vạn phần tinh thần, trên đường đi hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc đến Kiếm Ngân Sơn. Xa xa có thể nhìn thấy, trên không Kiếm Ngân Sơn sương mù bành trướng, bao phủ sơn mạch xung quanh vào trong. Đi tới gần, quả nhiên không ngoài dự đoán, toàn bộ sơn mạch đã bị huyễn trận ảnh hưởng. Tần Tang không dám hành động thiếu suy nghĩ, vòng quanh biên, giới huyễn trận một vòng, đi tới chỗ gần vết kiếm nhất, điều tra một phen, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vết kiếm kinh thế, kiếm khí trường tồn. Kiếm khí tản ra như xưa, vẫn duy trì liên tục đánh thẳng vào huyễn trận, nhưng đã bị huyễn trận áp chế. Bọn chúng vẫn một mực giao phong. Tòa thượng cổ huyễn trận này quả nhiên tàn phá không chịu nổi, sơ hở trăm chỗ, mặc dù nguy hiểm hơn xa trước đó, nhưng không phải là không có cơ hội. Bốn bề vắng lặng, Thiên Mục Điệp bay ra khí hải, rơi vào bả vai Tần Tang, nhẹ nhàng vỗ cánh. Thiên mục trên cánh bướm hội tụ lôi mang, càng thêm linh động có thần. Thiên mục thâm thúy, bên trong giống như giấu một mảnh bầu trời, vô cùng tinh khiết. Tần Tang nghiêng đầu, vừa quan sát huyễn trận, vừa giao lưu với Thiên Mục Điệp, yên lặng thi triển bí thuật vu tộc, trợ giúp Thiên Mục Điệp thôi động bản mệnh thần thông. Từ trong huyễn tượng tạp nham, Tần Tang tìm ra một con đường, nhưng chỉ vẻn vẹn thấy rõ đoạn đầu, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, tùy cơ ứng biến. Thấy ổn thỏa, Tần Tang gọi Nguyên Anh Phù Khôi ra, lệnh nó đi trước dò đường. Một người một khôi đi bộ lên núi, đi vào huyễn trận, trong nháy mắt cảnh sắc xung quanh đột biến, cung điện trên Kiếm Ngân Sơn biến mất. Thay vào đó là một dòng sông nham tương rộng lớn, dung nham lưu động, khí tức nóng rực phả vào mặt, vô cùng chân thực. Bọt sóng tóe lên, tỏa ra chấn động khiến Tần Tang kinh hãi. Bất quá, thượng du sông nham tương bị đứt đoạn, giống như hai thế giới chồng chất cùng một chỗ, xuất hiện xung đột. Dưới Thiên Mục Điệp trợ giúp, Tần Tang dễ dàng tìm tới những sơ hở này, đi xuyên trong huyễn trận. Hết thảy phi thường thuận lợi, Tần Tang yên lặng tính toán khoảng cách. Chính mình đã bước lên Kiếm Ngân Sơn, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu là có thể tới phòng luyện đan chứa Nam Minh Ly Hỏa. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên xuất hiện, Nguyên Anh Phù Khôi đi phía trước dừng lại, trong đồi.
mắt đỏ thẫm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút đi, ánh mắt trống rỗng, vẫn không nhúc nhích. Cùng lúc hai cánh Thiên Mục Điệp đột nhiên cứng đờ. Tần Tang cảm thấy Thiên Mục Điệp truyền đến một đạo ý thức mơ hồ, mất đi cảm ứng, cúi đầu xem xét, Thiên Mục Điệp tựa như đang ngủ thiếp đi. Hắn kinh hãi, vạn nhất vì Nam Minh Ly Hỏa dẫn đến Thiên Mục Điệp cùng Nguyên Anh Phù Khôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, coi như được không bù mất. Hắn ổn định lại tâm thần, tầm mắt quét qua bốn phía, xác định không có gì dị thường, bắt đầu dò xét bản thân. Chính mình cũng không có gì dị thường, lại xem Thiên Mục Điệp cùng Nguyên Anh Phù Khôi, liên hệ cũng không gãy mất, nhưng đều lâm vào ngủ say. Lúc này, con ngươi Nguyên Anh Phù Khôi hơi chuyển động một thoáng, hình như đang giãy giụa, đối kháng với thứ gì đó. Lại là Phật Ngọc. Tần Tang đại khái đoán ra ngọn nguồn, xem ra huyễn trận còn có tác dụng mê hoặc tâm thần. Âm hiểm nhất là hoàn toàn không có dấu hiệu, kẻ xông vào bất chi bất giác rơi vào trạng thái ngủ say, mê thất ở chỗ này. Phật Ngọc lại cứu chính mình một lần, vậy thượng cổ huyễn trận cũng không thể ảnh hưởng đến chính mình. Tần Tang thở phào một cái, càng cảm giác được, tu vi mình càng cao, gặp phải thủ đoạn nhằm vào nguyên thần càng đa dạng, tác dụng Phật Ngọc càng lúc càng lớn. Về sau chỉ có thể dựa vào chính mình. Tần Tang thu hồi Phù Khôi cùng Thiên Mục Điệp, trong lòng càng thêm cảnh giác. Xuyên qua một mảnh đình lang thủy tạ, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng xào xạc, giống như có vật gì đang xuyên qua trong rừng. Có người, Tần Tang sững sờ, nghĩ lại, ngoại trừ Diệp Lão Ma, không có ai nhanh hơn hắn đi tới nơi này. Diệp Lão Ma không đi Thiên Sơn, tới nơi này làm gì? Tần Tang cảm thấy khả năng không lớn, hắn thu liễm khí tức, đi về phía trước một hồi, ẩn thân chỗ tối, chờ một lát, liền nhìn thấy mấy con hồng hồ hiện thân ở biên giới rừng. Rậm, vui chơi đùa giỡn, động tĩnh chính là do bọn chúng gây ra. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải vật sống. Tần Tang biết những hồng hồ này không phải chân thực, nếu không Vân Du Tử đã sớm nói cho hắn biết. Hắn quán chú chân nguyên vào hai mắt, nhìn chăm chú một lát, quả nhiên có phát hiện. Những hồng hồ này tựa như chân thực, nhưng thân thể thỉnh thoảng xuất hiện chấn động kỳ dị, có thể nhìn ra bản chất chúng là hư ảo. Quả nhiên là linh thú do thượng cổ huyễn trận huyễn hóa ra, thượng cổ huyễn trận tàn phá, cho nên bọn chúng cũng biến yếu đi. Hồng hồ quá linh động, rất sống động. Người bày trận làm ra loại linh thú này khẳng định có tác dụng đặc thù, cho dù là tàn trận, Tần Tang cũng không muốn lĩnh giáo bản sự của chúng. Muốn đi hướng thạch điện phải đi qua nơi này. Ngay lúc Tần Tang âm thầm trầm tư, đột nhiên chú ý tới, một con hồng hồ trong đó dừng lại, tai nhọn hơi động một chút, hình như phát giác cái gì. Tần Tang hơi biến sắc, vội vàng lui lại, linh hồ cảm giác quá nhạy cảm, nếu không phải huyễn trận tàn tồn, chỉ sợ chính mình đã bị phát hiện. Hắn nhíu mày, trầm tư một hồi, tầm mắt chuyển qua một bên khác. Vết kiếm ở phương hướng kia, thân ở nơi đây, vẫn có thể cảm nhận được phong mang kiếm khí. Hồng hồ không rõ lai lịch, không cần thiết cưỡng ép xông vào. Lợi dụng địa thế, dẫn hồng hồ qua hướng vết kiếm, mượn kiếm khí giết hồ, có thể xem là một lựa chọn tốt, mà lại tiết kiệm sức lực. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1869, Thanh Thú Trần Vũ. Tránh khỏi hồng hồ, Tần Tang đi qua bên phải một khoảng cách, liền thấy huyễn trận tàn phá phía trước, cảm thấy cực hạn sắc bén, càng đi về phía trước kiếm khí càng dày đặc. Nơi đây cách vết kiếm còn có một khoảng, trong hư không kiếm khí ngang dọc, sát phong gào thét, nghiễm nhiên là một mảnh kiếm, vực, cực kỳ nguy hiểm, không thể đi tiếp. Tần Tang không chút nghi ngờ, nếu như chính mình sơ suất xông vào kiếm vực, trong khoảnh khắc sẽ mất mạng. Hắn quan sát kiếm khí, sau khi dò xét, thấy kiếm khí sẽ không tận lực nhằm vào đồ vật ngoài huyễn trận. Trong lòng đã có kế hoạch, tầm mắt quét qua xung quanh, thiên quân giới lóe lên quang mang, lấy ra một cây cờ tam giác màu lam. Tần Tang học được rất nhiều pháp khí trong điển tịch hư linh phái, phương pháp luyện chế pháp bảo, có pháp bảo phẩm chất không cao. Nhưng công dụng có chút đặc thù, Tần Tang chọn thứ hữu dụng, luyện chế ra vài cái, cờ lam chính là một trong số đó. Cờ lam vẻn vẹn lớn chừng bàn tay. Tần Tang quăng cờ lam lên, một mạch đánh ra mấy đạo ấn quyết, liền thấy một hồi sóng nước dập dờn như có như không, lập tức cờ lam hư không tiêu thất. Sau một khắc, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo chấn động, lại có một đầu thủy kỳ lân từ hư không nhảy ra ngoài, đạp sóng đi,
tài hoa xuất chúng, rất là uy phong. Thủy Kỳ Lân có màu xanh lam, do nước tạo thành. Hai mắt nó lấp lóe hung quang, trong miệng gầm nhẹ, hình như tính tình phi thường ngang ngược, kỳ thực bản thân cũng không có linh trí, chính là một loại huyễn thú do cờ lam hóa sinh ra. Con thú này thực lực không mạnh, nhưng có một chỗ tốt, chỉ cần thủy khí không diệt là có thể tùy ý phục hồi, có thể dùng dẫn dụ trùng thú linh trí không cao. Tần Tang gọi ra Thủy Kỳ Lân, nhìn thoáng qua rừng rậm, bước ra một khoảng xa. Gào. Thủy Kỳ Lân uy phong lẫm liệt, đạp bốn vó đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngửa đầu lên trời giống to. Tần Tang đợi một hồi, ngạc nhiên phát hiện trong rừng rậm không có động tĩnh gì, hơi suy nghĩ, rõ ràng ngọn nguồn, huyễn trận bị tàn phá, phạm vi hồng hồ cảm ứng cũng bị hạn chế. Hắn suy nghĩ một chút, đi ra phía sau một đoạn, tế lên ô mộc kiếm, chém ra một đạo kiếm khí về phía rừng rậm. Ầm ầm, vài cây đại, thụ che trời chắn ngang bị chặt đứt, ầm vang sụp đổ. Động tĩnh lớn như vậy, hồng hồ không có khả năng không phản ứng. Trong lòng hắn vừa lóe lên ý nghĩ này, trong tầm mắt đột nhiên thêm ra mấy đạo tơ hồng, trong nháy mắt từ trong rừng rậm bắn ra, nhanh như sao băng. Tốc độ thật nhanh, Tần Tang thất kinh, lấy tu vi hắn cũng thấy không rõ thân ảnh hồng hồ, so với lôi độn thuật của hắn còn nhanh hơn. Nếu như hắn bị hồng hồ phát hiện chân thân, hoàn toàn không thể thoát đi. Càng kinh người là, sau khi hồng hồ bị kinh động, trong miệng nó phát ra tiếng kêu to bé nhọn, ngay sau đó toàn bộ rừng rậm truyền đến tiếng xào xạc. Từng đạo hồng ảnh từ chỗ sâu rừng rậm lao ra. Những hồng hồ này nhìn như đáng yêu, giờ phút này trở nên cực kỳ hung lệ, sát khí xông trời. May là ta đủ cẩn thận, nếu không đã bị những vật nhỏ này xé thành mảnh nhỏ rồi. Tần Tang cảm thấy may mắn không ngớt, vội vàng nhìn hướng Thủy Kỳ Lân. Hồng hồ xông ra rừng rậm, liền bị Thủy Kỳ Lân khiêu khích, con ngươi tràn ngập màu đỏ thẫm, lâm vào điên cuồng, từng đạo tiếng thét chói tai bay lên. Hắn thấy những hồng hồ này sắp vọt tới gần Thủy Kỳ Lân. Kiếm ý phiêu phù ở trong hư không hình như bị cái gì kích thích, bỗng nhiên quang mang mãnh liệt, truyền ra một hồi thanh âm ông minh, kiếm ý bộc phát kinh người. Tâm thần Tần Tang bị kiếm ý chấn động, còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, thì những thân thể hồng hồ kia đã bị cắt thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất, tiếp theo hóa thành sương mù tiêu tán. Tiếp đó hồng hồ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bị hốt gọn một mẻ. Hắn rõ ràng cảm giác được, sau khi hồng hồ chết, chỗ sâu rừng rậm lại có một loại lực lượng kỳ dị bắt đầu ấp ủ. Quả nhiên, những hồng hồ này giết không hết, huyễn trận tùy thời có thể thai nghén ra con mới, trong thời gian ngắn ngủi này là cơ hội cho hắn. Kiếm khí bị dẫn, bạo, bản thể cờ lam cũng bị hủy ở nơi này. Tần Tang hiện thân, hóa thành một đạo thiểm điện xông vào rừng rậm, chạy như bay giữa cổ thụ. Xung quanh mây mù lượn lờ, hắn không dám nhìn kỹ, toàn lực thôi động lôi độn thuật, một mạch xông ra rừng rậm, trong nháy mắt rời rừng rậm, dư quang thoáng nhìn thấy một đạo hồng ảnh, vừa mới thành hình. Vù, Tần Tang chậm rãi thở ra một hơi, vừa rồi thật là căng thẳng, cũng may thành công. Hồng hồ kết bạn vui chơi, rừng rậm khôi phục tĩnh mịch. Tần Tang rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhìn thạch điện phía trước, Nam Minh Ly Hỏa đang ở trong thạch điện này. Vết kiếm xuyên qua thạch điện, hôm nay phạm vi kiếm khí ảnh hưởng rất lớn, cũng may không triệt để phá hủy thạch điện, cánh cửa lúc trước vẫn còn ở đó. Đúng lúc này, Tần Tang cảm ứng được Thiên Mục Điệp tràn ngập ủy khuất, rốt cuộc khôi phục bình thường. Tần Tang an ủi Thiên Mục Điệp, gọi ra Nguyên Anh Phù Khôi, đi đến thạch điện. Bước vào thạch điện, một cỗ sóng nhiệt phả vào mặt. Loại khí tức này, Tần Tang biến sắc, là Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa bị phong ấn trong chỗ sâu, trước đó phải mở ra ám đạo mới có thể cảm giác được khí tức, hiện tại lại ảnh hưởng ra đến bên ngoài. Tiên cảnh khôi phục, Nam Minh Ly Hỏa cũng bị ảnh hưởng, hy vọng đừng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Trong lòng hắn cầu nguyện, bước nhanh đến chỗ ám đạo, xúc động cấm chế trên nền đất. Ám đạo mở ra, ầm. Trong địa đạo tích tụ một cỗ khí tức yêu hỏa kinh người, rốt cuộc mất đi trói buộc, phát tiết ra. Tần Tang cảnh giác, lách mình né tránh, liền thấy một viêm long mãnh liệt lao ra, cơ hồ sượt qua vai hắn, một mạch xông ra đại điện, bạo tán giữa không trung. Chờ cỗ lực lượng này tiêu tán, Tần Tang cúi đầu nhìn hướng ám đạo. Nếu như chỉ là yêu hỏa bộc phát, cũng không ảnh hưởng thu phục nó, bất luận thế nào cũng phải đi xuống xem một chút. Hắn trầm tư một chút, lệnh Nguyên Anh Phù Khôi đi phía trước, thay hắn chia sẻ xung kích,
cùng lúc tế ra 18 ma phiên, toàn thân ma hỏa bám vào làm giáp. Tầng tầng phòng hộ, tăng thêm nhục thân cường đại của hắn. Trong lòng hắn cảm giác ổn thỏa hơn, chuẩn bị kỹ càng pháp bảo đã luyện chế để thu phục yêu hỏa, sau đó bước vào ám đạo. Khí tức Nam Minh Ly hỏa liên tục không ngừng tản ra, cũng may còn không vượt ra ngoài cực hạn tu vi hắn. Cho dù như thế, Tần Tang cũng cảm thấy khốc nhiệt không chịu nổi, mồ hôi rơi như mưa, chân nguyên tiêu hao thật nhanh. Rốt cuộc, Tần Tang đi tới cuối ám đạo, thấy được bản thể Nam Minh Ly hỏa, trong lòng trầm xuống. Vốn chỉ là một đám lửa, lúc này bành trướng thành một hỏa cầu khổng lồ, cũng không phải là khí tức yêu hỏa huyễn hóa thành, mà là bản thể nó bộc phát. Tần Tang cẩn thận từng ly từng tí đi tới phía trước, nhìn chăm chú bản thể yêu hỏa. Vân Du Tử dấn thân vào Nam Minh Ly hỏa, dục hỏa trùng sinh và có phát hiện mới. Nam Minh Ly hỏa được cất giữ trong phòng thạch thất luyện đan, trong thạch thất lưu lại cổ cấm, có thể khắc chế nó. Nhìn kỹ, có thể phát hiện trên vách đá đóng đầy từng đạo tơ vàng, tỏa ra chấn động kỳ dị, có tác dụng áp chế Nam Minh Ly hỏa nhất định. Yêu hỏa bộc phát, đang va chạm cùng cổ cấm. Bất quá, hấp dẫn nhất ánh mắt Tần Tang không phải là những thứ này, mà là chỗ sâu bản thể yêu hỏa có một điểm hồng quang nồng đậm đến cực điểm, một mảnh lông vũ. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1870, Thái Dương Thần Thụ. Chu Tước Chân Vũ, Bạch phán đoán đúng, Nam Minh Ly hỏa chính là do lực lượng mảnh thánh thú chân vũ này tỏa ra. Chu Tước Chân Vũ phiêu phù trong ngọn lửa, bản thể cực kỳ mỏng manh, màu sắc tương tự màu đỏ thẫm của Nam Minh Ly hỏa, không, chút tạp sắc, không phải ngũ thải tân phân như phượng vũ, nhưng mức độ hoa mỹ lại không thua kém. Từng cây lông vũ tinh tế vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng phiêu động, bản thân tựa như là một đám lửa, liền thành một khối với Nam Minh Ly hỏa. Khó có thể tưởng tượng, yêu hỏa cuồng bạo như vậy, đầu nguồn lại là mảnh lông vũ mỏng manh này. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Trong Nam Minh Ly hỏa cuồng bạo tìm kiếm bản thể Chu Tước Chân Vũ là việc phi thường phiền phức lại nguy hiểm. Tần Tang nắm chắc không đến ba thành, có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nhất là một bước này. Nam Minh Ly hỏa bộc phát, Chu Tước Chân Vũ ngoài ý liệu hiện thân. Tần Tang quan sát kỹ Chu Tước Chân Vũ, ngạc nhiên phát hiện mảnh chân vũ này lại hoàn chỉnh. Hắn còn nhớ rõ, năm đó Cửu Phượng Vương tế ra Thiên Phượng Chân Vũ, vẻn vẹn chỉ là một tàn linh, đã có thể xuyên thấu cổ cấm nội điện Thất Sát Điện. Về sau mấy đại yêu vương xuất hiện trong nội điện, khẳng định là mượn nhờ lực lượng Thiên Phượng Chân Vũ này. Mặc dù bản thân Thiên Phượng Chân Vũ có liên quan đến thần thông, nhưng cũng đủ để chứng minh uy năng Thánh Thú Chân Vũ Nam Minh Ly hỏa xuất từ Thánh Thú Chân Vũ. Lại phi thường sợ hãi khối đồng màu xanh, thật không biết khối đồng màu xanh có lai lịch gì. Tần Tang lóe lên ý nghĩ này, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Lúc hắn luyện chế pháp bảo, dựa theo loại tình huống này mà chuẩn bị, hôm nay rất có hy vọng thu phục được Nam Minh Ly hỏa. Tần Tang nhìn chằm chằm yêu hỏa khí tức nóng rực, từng bước một đi tới gần Nam Minh Ly hỏa. Hắn nhìn chằm chằm Chu Tước Chân Vũ, suy nghĩ nên làm như thế nào. Chu Tước Chân Vũ là đầu nguồn Nam Minh Ly hỏa. Không cần quản yêu hỏa xung quanh, chỉ cần bắt bản thể Chu Tước Chân Vũ tới tay, đồng thời thu phục là đại công cáo thành. Mặc dù có thể thấy rõ vị trí Chu Tước Chân Vũ muốn từ trong yêu hỏa lấy nó ra cũng không phải việc dễ dàng, yêu cầu bốc lên một ít nguy hiểm mới được. Bởi vì yêu hỏa bộc phát, thủ đoạn chuẩn bị trước đó đã không thích hợp, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tần Tang đứng tại chỗ, suy tư một hồi. Ánh mắt hắn qua lại giữa Chu Tước Chân Vũ, Nam Minh Ly hỏa cùng cổ cấm tơ vàng, thôi diễn hành động khả thi, dần dần bắt đầu sinh ra một kế hoạch. Mặc dù không tham thấu cổ cấm tơ vàng, nhưng thông qua quan sát cổ cấm và yêu hỏa giao phong, hắn có thể phát hiện ra một ít quy luật, tiếp đó mượn nhờ cổ cấm lực, đạt được mục đích. Tần Tang nghĩ đến là làm. Hắn lui về sau một khoảng, khô nóng giảm đi mấy phần, lấy ra một bình đan dược rót hết vào trong miệng, tiếp đó không quản chân nguyên tiêu hao thế nào, hết sức chăm chú quan sát cổ cấm tơ vàng biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần này biến cố quá nhiều, hao phí thời gian vượt xa khỏi Tần Tang dự liệu. Cũng may không nhận được bạch truyền tin, hắn có thể tâm vô bảng vụ. Không biết đi qua bao lâu, Tần Tang hơi nhíu mày, hình như phát hiện cái gì. Đúng lúc này, Nguyên Anh Phù Khôi truyền đến chấn động dị dạng,
Lúc này Tần Tang mới giật mình phát hiện chân nguyên trong cơ thể còn thừa không nhiều, đành phải thầm nghĩ rời đi trước đã. Hắn khoanh chân ngồi trước cửa thạch điện, ăn vào đan dược, khôi phục như lúc ban đầu. Tần Tang trở lại ám đạo, nhao nhao muốn thử Nam Minh Ly Hỏa, thủ trưởng lóe lên bạch quang, món pháp bảo mới luyện chế kia xuất hiện trên tay trái hắn. Pháp bảo có hình dạng kỳ lạ, như là một gốc bạch đồng linh thụ. Cái đế chính là mai rùa cửu mệnh huyền quy, trải qua Tần Tang luyện chế, mai rùa biến hóa không lớn, chỉ là vân vân ảm đạm đi một chút. Chân chính là biến hóa bên trong, khối đồng màu xanh đã khảm vào mai rùa. Một bước này đã làm cho Tần Tang hao phí tâm thần, thử vô số lần mới làm được, điều kiện tiên quyết là hai kiện. Bảo vật không xung đột, hoàn mỹ dung hợp. Linh thụ sinh trưởng trên mai rùa, thân cây mạnh mẽ, phân ra một ít nhánh cây là dùng bạch đồng thần bí cùng linh vật khác luyện chế thành, chủ yếu là bạch đồng, cho nên nó có màu trắng. Lúc này uy năng bạch đồng nội liễm, không phát ra quang mang nóng rực như trước, có vẻ hơi trắng xám. Tần Tang nắm lấy linh thụ, đi tới biên giới Nam Minh Ly Hỏa, cảm thụ uy lực yêu hỏa, ngừng thở, đột nhiên nâng lên tay kia, ấn nhẹ hướng vách đá. Cổ cấm tơ vàng đang biến hóa, lúc này mới từ ảm đạm dần dần trở nên sáng rực. Một thủ ấn hư ảo xảo diệu rơi vào trên một đạo phù văn, cổ cấm tơ vàng nhất thời trở nên sáng hơn một ít. Nhưng ngược lại, yêu hỏa đã bị áp chế. Tần Tang đương nhiên không có khả năng trong thời gian ngắn hiểu thấu đáo cổ cấm, mà dưới thiên mục điệp trợ giúp, thăm dò được quy luật biến hóa, dựa thế mà làm. Nhắm ngay thời cơ, Tần Tang rót chân nguyên toàn thân vào linh thụ, ngang nhiên xông vào yêu hỏa. Khối đồng xanh chấn động từ trên linh thụ tán phát ra, khiến uy năng Nam Minh Ly Hỏa bị áp chế. Dưới linh thụ bảo vệ, Tần Tang thành công xông vào, trong mắt lóe lên vui mừng, lập tức tế lên linh thụ hướng về phía Chu Tước Chân Vũ. Một màn ngoài dự liệu xuất hiện. Chu Tước Chân Vũ không có dấu hiệu nào, hơi nhúc nhích một chút, hư không tiêu thất, sau một khắc xuất hiện ngoài một trượng, vẫn nhẹ nhàng phiêu động nơi đó, linh thụ lại rơi xuống chỗ trống không. Tần Tang kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Chân Vũ còn có thể tránh né, đã tính sai. Khối đồng xanh che chở chỉ có thể duy trì liên tục thời gian ngắn ngủi, Tần Tang đành phải bắt lấy linh thụ, lui ra ngoài. Thời gian mặc dù ngắn, tâm thần và chân nguyên hắn tiêu hao khá lớn. Hắn nhìn chăm chú Chu Tước Chân Vũ, phát hiện Chân Vũ đang bất động tại chỗ, cũng không có dị biến. Xem ra không phải là có linh trí, đại khái là Chân Vũ và khối đồng xanh có xung đột, theo bản năng nên né tránh. Tần Tang cảm thấy vướng tay chân, chờ khôi phục lại tiến hành thử nghiệm. Một mạch mấy lần, đều thất bại. Chu Tước Chân Vũ trơn trượt không tới tay, triệt để bắt không được nó. Tần Tang rất tỉnh táo, trầm tư một phen, thầm nói chỉ sợ còn phải tiếp tục tham ngộ phong ấn tơ vàng, mượn nhờ phong ấn lực, hạn chế không gian Chu Tước Chân Vũ hoạt động. Nghĩ đến đây, Tần Tang lại lần nữa rời tầm mắt tới trên cổ cấm tơ vàng. Nhờ có thần thông thiên mục, tham ngộ một thời gian dài, rốt cuộc hắn có phát hiện mới. Tần Tang điều tức, lại lần nữa trở về ám đạo, trên mặt nhiều hơn mấy phần tự tin, lưu nguyên anh phủ khôi bên ngoài yêu hỏa, không chút do dự xông vào Nam Minh Ly Hỏa. Linh thụ lại hướng về Chu Tước Chân Vũ, một màn quen thuộc xuất hiện, Chân Vũ khiêu động. Nhưng trong nháy mắt này, nguyên anh phủ khôi huy quyền đánh tới hướng cổ cấm tơ vàng, kim quang mãnh liệt. Chân Vũ không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị ảnh hưởng, hiện thân, quỹ tích đúng như Tần Tang dự đoán. Mà linh thụ vừa vặn xuất hiện ở nơi đó, trong nháy mắt Chân Vũ hiện thân mãnh liệt rơi xuống. Vù, yêu hỏa mãnh liệt. Tần Tang chẳng quan tâm, ấn quyết biến đổi liên tiếp, đế linh thụ đột nhiên hiển hiện một vệt lục quang, không nghiêng lệch rơi vào bản thể Chân Vũ. Quang mang Chu Tước Chân Vũ tối sầm lại, bị lục quang kéo vào. Ầm ầm. Mai rùa chấn động mãnh liệt, hoa văn trên lưng chuyển thành đỏ thẫm lấy mắt thường có thể thấy được, đồng thời phi tốc lan tràn ra bản thể linh thụ. Bạch đồng cũng bị nhuộm đỏ. Trên nhánh cây, nụ hoa linh thụ nở rộ, một đoàn khí tức đỏ thẫm thay ngén sinh ra. Tổng cộng 9 đóa, đáng tiếc không phải là Tam Túc Kim Ô. Tần Tang nhìn thần thụ, lóe lên ý nghĩ này. Các bạn vừa nghe xong tập 187 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.